Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios giá bán ở thời điểm tháng 10 năm 2023 này. Thì theo được đánh giá, thời điểm này là thời điểm vàng để mua chiếc xe Toyota Vios. Và cụ thể ở đây, trên mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2023 màu nâu vàng. Thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe cũng như là giá bán của Vios thời điểm tháng 10 2023 này. Thì Vios được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và được lắp ráp tại Việt Nam, được nhà nước ưu đãi là 50% thuế trước bạ, và một cái đặc biệt nữa là 50% thuế trước bạ còn lại thì sẽ được đại lý hỗ trợ luôn, được nhà máy hỗ trợ luôn. Và lại thêm một cái ưu đãi nữa là ngoài nhà nước hỗ trợ này, đại lý hỗ trợ là anh chị đã được giảm 100% thuế trước bạ rồi, thì lại còn được đại lý giảm thêm tiền mặt cũng như là tặng phụ kiện hoặc là bảo hiểm tùy theo cái nhu cầu của anh chị. Thì giá lăn bánh bây giờ là quá rẻ rồi, quá rẻ so với ngày xưa rồi. Giá lăn bánh nó còn thấp hơn cả giá niêm yết, chưa bao giờ cái chiếc xe Vios nó lại như thế này, lại cả giá tốt như thế này. Thì tiếp theo em sẽ trong khi quay xung quanh của chiếc xe này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán của từng dòng xe như sau. Đầu tiên là phiên bản 1.5 EMT, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản số sàn duy nhất, thì có giá niêm yết là 479 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt. Thì tính ra các tổng các khuyến mãi thì sẽ có giá lăn bánh vào là 478 triệu, thấp hơn 1 triệu so với giá niêm yết, lăn bánh rẻ hơn cả giá niêm yết. Và ngoài ra bên em vẫn tặng cho anh chị gói phụ kiện của chính hãng. Phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.5 E CVT, là phiên bản số tự động tiêu chuẩn đấy ạ, thì có giá niêm yết là 528 triệu, và hiện tại bên em cũng đang giảm 30 triệu tiền mặt, thì tính ra lăn bánh sẽ rơi vào khoảng là 530 triệu, lại cũng rẻ hơn giá niêm yết, rẻ hơn giá niêm yết đến 2 triệu. Anh chị đăng ký đăng kiểm các thứ là không mất chi phí rồi, lại còn rẻ hơn cả giá niêm yết. Ngoài ra thì cũng được hãng tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng nữa. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản được bán chạy nhất, là cũng là phiên bản trước mắt chúng ta đây, sẽ có giá niêm yết là 592 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm rất sâu cho dòng xe bản G này, bởi vì bên em đang có sẵn một lượng xe khá lớn của bản G. Bên em là giảm 40 triệu tiền mặt, thì tính ra lăn bánh chỉ có là 587 triệu, là anh chị lăn bánh được chiếc Toyota Vios bản G rồi, còn rẻ hơn đến 5 triệu so với giá niêm yết. Và ngoài ra thì bên em vẫn tặng cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng. Còn nếu mà anh chị nên quan tâm đến vấn đề trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 102 triệu để lăn bánh chiếc xe bản số sàn rồi. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT, phiên bản số tự động tiêu chuẩn, thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 138 triệu. Còn phiên bản G trên mắt chúng ta đây, anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 153 triệu là mang xe về rồi. Vừa rồi thì em cũng giới thiệu cho anh chị về giá bán cực tốt, giảm 100%, hơn 100% thuế trước bạ cho anh chị do với dòng xe Toyota Vios này. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một số thông tin về dòng xe Vios nói chung, và đặc biệt là dòng xe Toyota Vios phiên bản G trên mắt chúng ta đây, và đây là màu nâu vàng. Thì ở phiên bản 2023, anh chị thấy xe đã được thay đổi về diện mạo cũng như nâng cấp rất nhiều về cái option. Khi ở đặc biệt là phiên bản G này được nâng cấp lên là đèn bi LED cho cả 3 phiên bản, được nâng cấp lên giao diện cái mặt ca lăng cũng như la răng, và đuôi xe trông nó sẽ khỏe khoắn và hiện đại hơn, trẻ trung hơn. Và đặc biệt phiên bản G được trang bị thêm, như anh chị thấy ở đây, là một cái logo 3D. Nó sẽ có cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn cho anh chị. Phần thân xe anh chị thấy là la răng thì vẫn giữ nguyên về mặt kích thước, tuy nhiên là được thay đổi về cái thiết kế la răng. Phần thân xe ngoài phần la răng ra thì không thay đổi gì nhiều. Phần đuôi xe thì có một chút thay đổi nhỏ để ăn nhập vào với cái mặt ca lăng cũng như là cái la răng của xe. Thì xe đã được trang bị thêm một cái cản dưới được sơn nhám màu đen. Đó là về thay đổi về mặt ngoại thất. Còn về mặt nội thất thì sao? Mặt nội thất thì cũng được thay đổi rất nhiều, và đặc biệt là cũng là phiên bản G này. Phiên bản EMT ngày xưa thì đã có nội thất là màu đen rồi, tuy nhiên là bản ECVT và G thì ngày xưa sẽ là nội thất màu be, còn hiện tại đã được
thay đổi sang nội thất màu đen rất là sạch và thể thao, và điểm thêm nó là những cái đường chỉ khâu màu nâu vàng. Đây chị thấy cái thiết kế ghế này rất là trông rất là thể thao, rất là giống Camry. Và cái phiên bản ghế của bản G này là được ghế đục lỗ và ngồi thoáng hơn so với bản E. Bản G thì được trang bị thêm là cái màn hình rất là to, màn hình 10 inch. Cụm điều hòa thì vẫn vậy, còn được trang bị thêm là cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Thì nếu mà anh chị nào quan tâm để phân vân phiên bản này và phiên bản ECBT thì chắc là anh chị đang phân vân giữa hai phiên bản đấy thôi. Thì phiên bản G này với cả phiên bản ECBT hiện tại chênh nhau khoảng tầm 60 triệu. Thì anh chị sẽ lựa chọn phiên bản nào? Phiên bản G sẽ được có thêm tính năng hỗ trợ lái, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, cũng như là màn hình to hơn, đẹp hơn, ghế xịn hơn, có lẫy chuyển số sau vô lăng, màn hình to hơn, có 7 túi khí, 6 loa. Còn phiên bản E là 3 túi khí và 4 loa. Thì những cái và một cái vài cái chi tiết khác nhỏ nhỏ bên ngoài. Thì với 60 triệu thì anh chị lựa chọn phiên bản nào? Nếu anh chị vẫn đang phân vân với những cái vấn đề em đưa ra thì vui lòng liên hệ giúp em qua cái hotline ở trên màn hình. Em xin phép là tư vấn cụ thể hơn về trả góp, về giá xe cũng như là về các option làm sao nó phù hợp nhất với cái tình hình tài chính cũng như là nhu cầu của gia đình anh chị. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.